biết là chạy hút mà. Chuyển ở dưới chuyển bên này hơn tháng rồi cô. Chị hơn tháng rồi. Qua tại cửa ở bên đó mình thấy quay gì vậy? Dạ. Cô ơi, cô thích ăn mềm dẻo hay là thích ăn ráo cô? Thấy nào cô? Mỹ à cô? Đức à? Dạ. Có cô xương kim sao mình dẻo đây? Dạ. Cô tiêm cho béo nhiều nha. Dạ, cô cũng tới đây đó. Dạ, cô hay Đức. Quay bằng tay, gương bằng tay nha. Quay bằng cái gì cũng được, miễn là nghĩa là ngon rồi. Mua ruột không cái gì? À, ừ. Ruột rồi ok. Bao nhiêu ăn ký ạ? Ruột ký 330. Em ra trước cho. Ủa, Sài Gòn giáo yêu nó không quay nữa hả? Dạ. Fan của Sài Gòn giáo yêu rồi. Dạ. Tại tôi muốn coi cái bản mặt của nó làm. Dạ. Khó lắm. Dễ thương chứ. Tại vì nó xanh thôi nhớ đúng không? Trời ơi. Còn không biết. Dũng ơi, cô nói là Dũng là xanh thôi nhớ nha. Hay sao mà giống ta dữ vậy trời? Không phải. Đi cao 1m8 lận cô. Không phải, bạn ấy làm trong cơ quan nhà nước cho nên là không có ra ngoài được. Cao 1m8 hả? Dạ. Đẹp không vậy? Đẹp trai. Đẹp trai, cao 1m8. Mà cô bay vẽ ra nó xem nó sao vậy? Không thiệt. Tao nghe cao 1m8 rồi hơi nặng nặng á. Chú ơi, do là làm cơ quan nhà nước á, không có đi ra ngoài được. Làm cơ quan nhà nước thì có cô. Nên ảnh ngại. Nhưng mà nói chung là cái thằng đó nói chuyện vui. Dạ. Nó là người quay đầu tiên này nè. Anh này chứ. Anh này hả? Anh này nè. Anh này mới người quay đầu tiên con. Để cái này coi chú nói cho anh này. Cái này nó hơi về tiếp tế rồi cho nó đi. Để tôi lấy cái cô cáo hơn chút xíu nữa. Vậy là chị cũng theo dõi dữ lắm á. Có biết là ai làm cái mô sơ kinh. Cái này nó hơi bị ướt cái nhỏ ơi. Dạ. Chị ăn khô á Thanh ơi. Chị ăn khô. Cái này nó hơi thôi. Dạ. Thiệt mà. Khán giả là vậy đó. Nhiều cô chú anh chị á mình nói thật lòng á là không tin. Mà ưng nói sợ sạo á là tin. Dạ, mới mua cái này không mất có 12 tỷ á. Mà mua được có cái gấp toilet kìa, chưa mua nữa. Em không hiểu nữa đó, nói chuyện cô chú anh chị á, mình nói thật lòng á là cô chú anh chị không biết. Chưa lựa mấy dục giá đồng hơn, chứ là gì cơ cô. Dạ con mướn á cô ơi, chứ tiền mà mua 36 triệu mặt bằng này tháng á chị. Mấy tiền thiệt. Trời ơi, nói thiệt không ai tin nhất. Dạ. Xe nào được. Uống gì uống nữa không? Có mong gì nữa. Cô còn nước gì nữa. Rô má. Có rô má không rồi, cho con ly rô má. Thanh uống gì Thanh? Cam. Cam. Cam có không? Cam chắc chắn được. Chứ có rau má còn tay gì được thôi. Rau má. Rau má đi rau má. Rau má. Ba cái là nhiêu? Ba cái 45. Rồi ok. Không mấy cái này là gáo nè. Không có hột luôn rồi ta. Hàng lép luôn rồi. Cái mua sim kim thái. Lấy sữa hay lấy đường đây? Rau má sữa hay lấy đường? Đường. Kia. Đường luôn á. Không, chị thấy cái không phải sượng sượng cho cô, cái này là vừa chín tới nó ráo cái mua sinh kinh nó khác với cái thái không phải đây không thử rồi cô thử rồi nếu mà chịu này thì lấy, còn không chịu thì con bỏ lại chứ không sao hết. Không rồi con lấy
Nếu mà được thì con lấy cái này, còn không được thì con bỏ lại chứ không sao hết. Được nha. Không sao đâu cô, tại vì bán lâu ăn mà. Thì thôi đi. Hai hộp đủ không cô hay lấy thêm nữa cô? Dạ đủ anh. Ăn ngon thì lấy tiếp. Dạ không đủ. Biết chỗ rồi, ngày mai bò tới. Mai đi qua thì có ngon hơn, mai có trứng cây. Trứng cây nó sẽ ngọt béo hơn nhiều. Ăn phải chắc khó này, ngủ phải lấy bông mát thao mát cho con. Nóng hả? Không có người ăn xong người ta uống bia vô là hết nóng hả? Con nó đi lẹ nữa con. Chọc nó hoài luôn. Mày thấy mẹ nó ốm không? Dạ. Ông ốm là do vợ ông chứ không phải là ông ốm là do ông cùi sầu riêng. Dạ. Cô bận con nói thiệt mà cô không tin. Kỳ lạ. Giới thiệu các bạn là Thanh cái bán mua sân kinh mà của Việt Nam nha các bạn. 150. Cái này xứ là nước nào con? Dạ. Xứ đó là tên gì lạ vậy? Của Malaysia. Đầu tiên của Malaysia. Malaysia. Cái giống là giống Malaysia luôn á con. Nhưng mà Việt Nam mình mua về á. Việt Nam mình mua về trồng lại á. Ghép. Như sầu đấy. Đúng rồi. Bò hay là cái gì? Chuồng bò chưa tới mùa cô ơi. Cô vô về mùa này là không đúng lúc rồi. Cái này con bán ăn nhẹ đúng không? Dạ. G6 là trái đầu tiên của cô ăn, đó là G6 miền Đông. Cô gái cái này cô ăn thái không? Ăn luôn 3 loại. Thôi này. Mới về hả cô? Hay đi về lâu rồi cô? Về 2 ngày. À mới về 2 ngày. Cái này khô nè. Cái này nhão ớt quá. Dạ, cái này nhắm chắc chắn á. Cái này cho cô. Hẹn coi có dịp nào đó Sài Gòn vô ghé đây, rất là hay ghé lắm. Mà hên xui à. Cái giọng nó dễ thương. Dễ thương chứ? Dạ, dễ thương. Nó cười vui. Dạ. Dạ. Thì mà có nhiều người nói em vô duyên. Ăn tiền không có giọng cười đó đó. Trời mà bao nhiêu cho nó vừa lòng hả con? Dạ. Mày bán đầu tiên này đâu có tăng khen đâu. Đúng không Thanh? Đây là cô hôm nay cô tới cô hỏi thử đúng hay không? Được chứ? Khách sạn này có khi nó cho vô á. Không, cô ở nhà hay là khách sạn? Khách sạn à, hút chân không dùm cho cô cái đi tiên. Để mấy công cho vô. Hút chùm cho cô. Cái này cũng khách sạn luôn phải không? Hút chân không cho cô đi. Chịu khó một xíu để cho cô khách vô khách sạn cái gì. Bởi vì hút chân không giống như kia nè cô. Hút giống như kia nè là nó không có nghe mùi. Vô trong khách sạn không nghe mùi. Đó, đúng rồi. Thanh mua mấy cái bịch này rất là tiện luôn á. Còn con cái không? Còn cái hả? Bữa thấy nhiều mà. Dạo này quý vị mua đi nước ngoài nhiều quá. Đây là hắn chỗ Thanh nó mua để hút chân không luôn á. Là nhiều lúc là cô chú ở nước ngoài về đó là ở lưu trú ở thành phố Hồ Chí Minh vài ngày. Xong rồi bắt đầu cứ về quê hàng mà di tản ra các tỉnh thành đó. Nên là nhiều lúc là cô chú tới mua sầu riêng thưởng thức rồi về khách sạn á.
công không cô? Ban công. Ở ngoài. Đem ra ban công em chứ ngồi đi. Ngồi ở trong phòng lạnh đang là lòi đó. Bỏ mày toilet cho chua giọng. Trời ơi vậy hả? Mày ăn mà cũng sẽ ăn ban công mà hàng không cái bên nó được nó còn chữ số nữa. Chờ chết nữa. Vậy chứ có đặt cô gan đó nha. Cô lên máy bay á. Cô căng hành lý xong đó rồi. Cái hai đứa cô hai mắt con cô đúng một cái chữ dưới trong đây nè. Chơi lên sân bay luôn hả? Dạ nhìn cái giờ sao rồi chưa nổi rồi. Chị thấy nổi rồi. Thấy nhỏ ra mà căng hành lý ké đó chiếu vòng quá trời luôn. Thèm, có gì nghe mùi là thèm. Cô vui quá cô chồng. Ai mất? Cô đi ngang hơi buồn buồn rồi cái nhỏ cái trái này đủ xanh luôn á. À, thấy là cô đi ngang qua kia hả? Ừ, thấy buồn rồi. Là thấy không có gì. Vậy là lâu lắm cô mới không coi cô cập nhật lại. Lâu lắm cô không cập nhật lại. Chứ biết sao không? Do không có Sài Gòn Video quay. Thằng kia giờ nó quay cái bà sáu bà Út gì bán. Chị Út mặn á. Bữa nào ghé thử thức chị Út mặn đi. Chắc chắn nó sẽ gặp hắn cái đó. Hai ký rưỡi. Dạ. Chị nha. Sầu riêng đi. Mua sân kinh. Ôi bé tiên uống rau má không? Còn thằng Quỳnh không? Thằng bên này bán mua sân kinh quá. Cô khách cũng không tin là không phải. Chị hỏi chị thấy chị mua Thái hay Ri Sáu hay mua sân kinh? Không, chị này nè. Cái ráo hả chị? 267 hả anh? 267 nha. Em cũng không hiểu nữa, nhiều cô chú đó mình nói thật á, cô chú không tin. Không biết sao nữa. Nói thật thì cô chú không tin mà nói cô chú kêu xạo. Mà em không có nói xạo nha, em nói trong tất cả các video là em không nói xạo nha. Em chỉ nói thật lòng thôi. Nói rần rợn xíu rồi. Nói giỡn thôi nhưng mà thật lòng hết nhá. Cái này thì sao? Những câu nói thật lòng hết chứ em không có nói tầm bậy bạ đâu. Lâu lâu chọc thanh rồi chơi vui vậy thôi chứ đâu có dám ấy đâu. Người quen mới dám chọc thôi chứ người lạ đâu dám chọc. Chọc còn xách cây hồi dí chạy cùng đường luôn á. Cô nhìn thấy trẻ ha, nhưng mà thấy đứa con bịt mặt cho nên là không biết như thế nào ha. Nãy có mua rồi. Hả? Nãy chị có mua rồi. Nãy chị mua sân kinh rồi hả? Quên đặt quên Twitter quên Twitter. Đặt tấm hình nha. Tấm hình của sinh viên nhiều. Rồi. Đứng đứng cho nó đẹp đi. Này nhìn nè, nhìn cái này. Rồi. Dạ. Vô đây chụp luôn cái trái nào luôn để xuống đất đó, để xuống dưới. Trời ơi, nãy quên chắc máy. Ông vô bị chửi. Siêu béo luôn kìa ơi. Mui Sơn Kin Malaysia in Việt Nam. Ừ.
ôi cơm vàng quá luôn, bởi vì trái thuận nó đẹp quá nên mình xin chụp hình cho nó đẹp. Phải đứng lại nha cô chú, cô chú đừng có thắc mắc là tại sao mình đang quay mà xin chụp hình, bởi vì nhiều bạn cũng xin chụp hình nhưng mà người ta cắt cái đoạn đó người ta bỏ đi. Bên kia trả có năm mấy ngàn à, bên kia trả 1680. Master Oven Durian Việt Nam Mr. Thanh. Cái loại này á, đừng có ăn chín quá, nó sẽ nhập trắng. Cái này vừa chín tới ăn nó béo nhiều hơn. Ngon dữ ta. Thấy thấy đồ đẹp chứ bộ. Không. Bán cái vậy mới ngon. Cầm bầu thì cái ngách nó nhỏ quá. 235 nha. Vui à. Sao về Conan, Conan à, thì mép rồi đi vô đây.